Xin kính chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với channel của em. Em là Khương. Đây, video hôm nay cũng là một series mài gỗ hóa thạch Gia Lai. Em vừa mới phôi xong. Bây giờ chuẩn bị đánh bóng quý anh chị nhé. Đấy, chuẩn bị lên bóng. Đấy. Mời quý anh chị cùng ngắm nhé. Đấy. Giờ em sẽ tiếp tục lên bóng. Tiếp tục mai phá đã, mai phá rồi lên bóng. Hello, xin chào tất cả quý chị nhé. Ngày hôm nay em đã hoàn thành cái phím 500. Đấy, quý chị ạ, đã hoàn thành phím 500 rồi. Đấy. Thôi là đánh bóng thôi. Cái này chưa đánh bóng nhá, chưa đánh bóng. Đấy, mọi người chờ clip tiếp theo để xem phần đánh bóng nhé quý chị nhé. Đấy, giờ đã cần mưa rồi, em nghỉ đây. Đấy. Đấy, mọi người thấy video hay thì cho em xin một like và đăng ký kênh nhé. Đấy. Chưa đánh bóng. Đấy quý chị ạ. Được 50% rồi quý chị ạ. Đấy, được 50% rồi nhá. Đánh bóng rồi lên đế. Quý anh chị chờ xem video.